Ủa sao hôm nay mình đi xem cá heo mà không thấy con cá nào hết vậy? Ủa gì ta? Sao không thấy con cá nào vậy ta? À, hay là cả nhà mình đi xem thử đi. Rác hơi bị nhiều. Nhìn thấy rác có những gì? Là túi ni lông chai nhựa lên bàn. Sử dụng túi hoặc ba lô để đựng đồ cũng như là vứt rác đúng nơi quy định là chúng ta đã bảo vệ môi trường đó. Còn bây giờ hãy nhảy cùng chúng mình vũ điệu dọn rác nhé. Rác hơi bị nhiều. Nhìn thấy rác có những gì? Là túi ni lông chai nhựa lên bàn. Tự chăm sóc nhau nha. Để xem tuần sau ba ba và mama không có ở nhà,
Su và Mướp sẽ xử lý như thế nào nhé? Các bạn cùng đón xem tập tiếp theo vào lúc 11 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh Boss Kids. Nhớ nha.